Hello, mọi người. Có một bạn hỏi mình rằng là lông mày của em đã từng điêu khắc rồi, bị sẹo và bị đen này, sau đó bị đậm, bị trổ màu. Em đã đi hút ở một cái chỗ ở quê gần nhà và nó bị cháy da, bị chảy máu và sau đó bây giờ nó đóng vẩy lại, rất là sợ. Cho nên là bạn ấy rất là mất niềm tin. Bạn ấy muốn hỏi xem là có thể khắc phục được hay không. Thì đây là một cái tình trạng mà mình gặp rất là nhiều trong cái quá trình mình làm nghề. Bản thân mình là một người chuyên gia trong lĩnh vực này, mình không dám nói là mình hoàn hảo, nhưng mình luôn luôn cố gắng có dùng hết tất cả những kinh nghiệm và cái tích lũy của mình để đầu tư những máy móc tốt nhất này, rồi áp dụng những công nghệ mới nhất và dùng hết tất cả kỹ năng của mình để xử lý cho khách hàng. Bản thân mình thì một ngày có thể tiếp xúc đến 40-50 khách hàng, những cái tình trạng rất là nhiều, tình trạng nặng, sửa hỏng 5-7 lần, sẹo rồi da dầu, lỗ chân lông to, vỡ sợi, hỏng, thì mình cũng đã xử lý thành công rất là nhiều ca như vậy rồi. Và mình tư vấn cho bạn là việc đầu tiên là bạn phải xử lý lại cái mực cũ của bạn, bởi vì khi các bạn bị hút mực bong tróc chảy máu như vậy thì nó vẫn chưa sạch mực đâu, mà những cái cặn mực ở phía dưới nó chỉ làm bỏng phần trên và phần mực ở dưới nó vẫn còn. Thì các bạn hãy đến với DK, DK sẽ xử lý cho các bạn. Đầu tiên là hút mực bằng cái công nghệ Picomax. Công nghệ này hút thì không để lại sẹo hay bong tróc hay cháy lông gì cả, hút xong lông vẫn bình thường, các bạn đi chơi trang điểm bình thường và không bị sưng tấy. 5-7 hôm các bạn có thể hút một lần và lần cuối cùng mình hút thì mình có thể làm được lông mày luôn cho các bạn rồi, nên điều đấy là các bạn hoàn toàn yên tâm với hút nhá. Cái thứ hai nữa là về vấn đề làm. Thì tại sao cái lông mày của bạn bị vỡ sợi? Bởi vì là cái cách đi cái cách đi sợi mà nếu mà chúng ta không kiểm soát tốt cái lực tay ấy, thì sợi của chúng ta sẽ đi đậm, đi sâu tay thì sẽ bị vỡ sợi. Ngoài ra thì chúng ta không kiểm soát được cái nền da của khách hàng, nó không chuẩn với nền da khách hàng thì cũng gây nên tình trạng vỡ sợi, bị hỏng, rồi đi sâu quá thì sẽ bị sẹo. Cái việc mà xử lý sợi trên da thì phải phụ thuộc vào cái kinh nghiệm của cái người chuyên gia rất là nhiều. Bản thân Cún khi mà đi trên da khách hàng thì chỉ đi được cái lớp da đầu tiên là lớp thượng bì và đưa mực thật khéo léo để làm sao cái mực đó nó đi đúng xuống tầng da và cái lực tay nó tốt thì nó sẽ không tạo ra những cái vết khắc bị sẹo lồi lõm và bị vỡ sợi như mà bạn đã từng gặp. Đương nhiên là để trở thành một chuyên gia giỏi thì bản thân Cún cũng đã trải qua rất là nhiều những gian nan thăng trầm để mà ngồi nói như thế này. Tất nhiên là không dám hoàn hảo, nhưng mà chắc chắn là với cái kinh nghiệm dày dặn như thế thì có thể xử lý tốt đối với khách hàng, và bản thân mình cũng nhận được rất nhiều feedback tốt từ khách hàng để có thể ngồi đây xử lý cái ca của bạn, dám cam kết là có thể đạt 80-90%, thậm chí có những ca hỏng rất nặng nhưng mà khách hàng rất là hài lòng. Cho nên là mong rằng bạn hãy gửi lại cái tình trạng của bạn vào Facebook của mình là Ngon Minh Vương hoặc page DK Beauty nhé. Những tình trạng mà như bạn thì mình sẽ đưa cho các bạn cái phương án tối đa và nhanh nhất để không mất thời gian đi lại. Bởi vì rất nhiều khách hàng của Cún là đi lại từ nước ngoài về, hoặc từ Sài Gòn, từ Đà Nẵng, hoặc là từ các tỉnh Lào Cai, Yên Bái về Hà Nội. Cho nên là DK luôn xử lý làm sao nhanh nhất và tiết kiệm thời gian nhất cho các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều.